Các bạn đã từng nghe qua cớm ngò chưa? Nếu mà chưa nghe qua thì chắc chắn bạn không phải là dân Cần Giuộc rồi. Còn nếu đã nghe quá quen, nghe từ hồi nhỏ luôn thì xin chào Đồng Hương nha. Cũng không biết vì sao đây là đặc sản nữa, nhưng mà nó chỉ là ở Cần Giuộc nha mọi người. Và nó sẽ có một cái lò ở Cần Giuộc, và ở trong thì nó sẽ gói như thế này nè. Khi các bạn đến Cần Giuộc quê mình, Cần Giuộc là mới phát âm đúng chính tả, nhưng mình ai là dân Cần Giuộc á thì sẽ không bao giờ phát âm là Cần Giuộc đâu, mà sẽ là Cần Giuộc nha. Nhai mất cái chữ gì rồi. Thì nó sẽ được gói như thế này nha cả nhà. Tôi đang giới thiệu về sản phẩm của quê hương của tôi. Cái công ty này không hề bốc mình quảng cáo đâu. Cho các bạn xem kỹ hơn ở bên trong, vì sao cái cốm này nó khác những cái cốm ở những nơi khác, mà chắc chắn là các bạn nếu ăn qua một lần thì sẽ khó mà quên được nó. Bây giờ mình sẽ review nó cho các bạn nha. Cái phần bánh hồi nãy mình bẻ ra các bạn cũng thấy rồi ha. Cái này á là ăn rất là mập nha mọi người. Bạn nào mà đang giảm cân thì không nên nha. Nhưng mà cái bánh này được cái là các bạn biết sao không? Khi mà các bạn cắn vào rồi, các bạn ngậm trong đây nè, là nó sẽ tự động tan ra luôn á. Nó mềm nữa đó. Và cái mùi nó rất là thơm. Và các bạn sẽ thắc mắc là cốm ngò mà sao không có ngò gì đó. Kỳ cục gì đó, cốm ngò mà mẹ không à. Giờ mình ăn thử các bạn xem nha. Nó được áo một cái lớp đường á mọi người, nhưng mà không phải là quá ngọt đâu, vừa thôi. Theo mình là một đứa không thích ngọt á, mình thấy cái này nó vừa, nó có một cái mùi thơm. Và nhưng mà khi cắn á mọi người, nó sẽ có một cái lớp đường mỏng ở bên ngoài nè. Cái này mà ăn uống nước trà là ghiền luôn á. Các bạn nhìn thấy có vẻ là nó không hấp dẫn nha, nhưng mà khi các bạn ăn thử đi. Nhưng mà lưu ý là ăn vài cục thôi nha, ăn cái này nhiều thì sẽ hơi ngán nha. Không biết diễn tả sao nữa. Nhưng mà kiểu nó mềm mà nó xốp á mọi người. Kiểu là nó tan ra nhưng mà nó còn có phần đường giữ níu chân chúng ta lại. Anh em mà là team đồ ngọt á thì mình nghĩ các bạn sẽ thử một lần và sẽ ghiền. Còn bạn nào mà kiểu không phải là team của đồ ngọt á thì thấy cái này nó sẽ hơi ngấy, hơi ngán. Hồi mình làm sinh viên á là bạn của mình mỗi lần mình về quê là nó sẽ gửi mình mua cái này, bởi vì không có dám với tụi nó, với tụi nó là tôi ở Cần Giuộc luôn. Cái mà mình đang giới thiệu với mọi người là hàng Red nha. Còn cái hội sinh viên là ăn pha ke không à, thì nó rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà hương vị nó sẽ không bằng cái hàng chính gốc như thế này. Tuy nhiên thì nó vẫn có cái độ gọi là thơm và tan kiểu vậy. Nhưng mà đúng là ăn hàng chính gốc thì nó sẽ ngon hơn ăn pha ke. Quên Cần Giuộc không phải là chỉ có cái này đặc sản thôi nha mọi người, còn có mắm cộng hôm bữa tôi giới thiệu với mấy bà nữa đó. Mấy bạn nào mà chưa thử thì có thể thử một lần với cốm ngò Cần Giuộc quê mình nha. Còn nếu mà đã thử rồi thì chắc là team Cần Giuộc không, chứ không ai ráo á. Đâu cho xin một cánh tay cô nè. Hi hi, chào tạm biệt cả nhà đi nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.